Thân chào các em học sinh. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em nội dung trọng tâm ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 môn khoa học tự nhiên 9. Nội dung gồm 2 phần: phần 1 lý thuyết, phần 2 bài tập. Phần 1 lý thuyết thì trong phần lý thuyết này sẽ có 3 chủ đề. Chủ đề 1, năng lượng cơ học. Thì trong chủ đề này, các em cần nhớ được biểu thức tính động năng và biểu thức tính thế năng. Thì động năng được ký hiệu là WD bằng 1 phần 2 MV bình. Trong đó, M là khối lượng của vật, V là tốc độ chuyển động của vật. Động năng có đơn vị là joule. M có đơn vị là kg, V có đơn vị là mét trên giây. Biểu thức tính thế năng được ký hiệu là WT bằng P nhân H. Trong đó P là trọng lượng của vật, đơn vị là Newton. H là độ cao của vật so với vật mốc, đơn vị là mét. Các em lưu ý, giá trị của thế năng phụ thuộc vào mốc để tính, hay được gọi là gốc thế năng. Thông thường, gốc thế năng được chọn tại mặt đất hoặc vị trí thấp nhất khi vật chuyển động. Đơn vị của thế năng là joule. Thì cơ năng là tổng động năng và thế năng. Cơ năng đơn vị là joule. Và trong một vật khi có sự chuyển động thì động năng có thể chuyển hóa thành thế năng và ngược lại. Tiếp theo các em phải nhớ được công thức tính công. Công ký hiệu là A bằng F nhân S. Trong đó F là lực tác dụng lên vật, đơn vị đo là Newton. S là quãng đường vật di chuyển theo hướng của lực, đơn vị là mét. Như vậy đơn vị của công A là joule. Từ công A chúng ta sẽ xác định được công suất. Thì công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công. Công suất ký hiệu là chữ P bằng A chia T. Trong đó A là công thực hiện được, đơn vị là joule. Còn T là thời gian thực hiện công, đơn vị là giây. Như vậy đơn vị của công suất là watt, ký hiệu là W. Thì 1 watt bằng 1 joule trên 1 giây. Chủ đề 2, ánh sáng. Thì trong chủ đề này, các em cần nắm được một số nội dung như hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Thì hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng bị gãy khúc hay bị lệch khỏi phương truyền ban đầu tại mặt phân cách khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác. Tiếp theo, các em phải nắm được định luật khúc xạ ánh sáng. Thì định luật khúc xạ ánh sáng được phát biểu như sau: tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới, và tỷ số của sin y trên sin r bằng hằng số, trong đó y là góc tới còn r là góc khúc xạ. Thì từ định luật khúc xạ ánh sáng chúng ta sẽ biết được chiết xuất của một môi trường n bằng c trên v. Trong đó, C là tốc độ ánh sáng truyền trong chân không, V là tốc độ ánh sáng truyền trong môi trường đó. Các em lưu ý, chiết xuất của một số môi trường như thủy tinh bằng 1,52, chiết xuất của môi trường nước bằng 4/3, chiết xuất trong không khí hoặc trong chân không xấp xỉ bằng 1. Thì trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, chúng ta sẽ có lăng kính. Thì lăng kính là một khối trong suốt đồng chất được giới hạn bởi hai mặt phẳng không song song, thường có dạng lăng trụ hình tam giác. Thì khi chúng ta chiếu một ánh sáng trắng qua lăng kính, ta sẽ thu được dải màu từ đỏ tới tím, gọi là quang phổ của ánh sáng trắng.
thì hiện tượng thu được quang phổ khi chiếu ánh sáng trắng qua lăng kính gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng. Và các em phải phân biệt được hai loại thấu kính là thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ, và sẽ vẽ được ảnh tạo bởi hai loại thấu kính này và nêu tính chất tạo ảnh của hai loại thấu kính này. Tiếp theo, các em phải nắm được hiện tượng phản xạ toàn phần. Và trong hiện tượng phản xạ toàn phần, các em phải nhớ được điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần. Điều kiện cần là truyền từ môi trường chiết xuất lớn hơn sang môi trường chiết xuất nhỏ hơn, N1 lớn hơn N2. Điều kiện thứ hai, điều kiện đủ là khi góc tới sẽ lớn hơn hoặc bằng góc tới hạn với sin của góc tới hạn bằng tỷ số của N2 trên N1. Thì điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần phải thỏa mãn hai điều kiện trên. Tiếp theo là chủ đề 3, điện. Thì trong chủ đề này, các em cần nắm được định luật ôm. Định luật ôm được phát biểu: cường độ dòng điện chạy qua một đoạn dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn và tỷ lệ nghịch với điện trở của nó. Biểu thức của định luật ôm Y bằng U chia R, trong đó Y là cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn, đơn vị là ampere. U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn, đơn vị là vôn. R là điện trở của đoạn dây dẫn, đơn vị là ôm. Các em cần nhớ được công thức tính điện trở. Thì điện trở bằng rho nhân L chia S, trong đó rho là điện trở suất. Thì điện trở suất của một vật liệu hay một chất là đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở của dòng điện của vật liệu hay chất ở một nhiệt độ nhất định. Thì điện trở suất của một vật liệu hay một chất càng nhỏ thì vật liệu hay chất đó dẫn điện càng tốt. L là chiều dài của dây dẫn, đơn vị là mét. S là tiết diện của dây dẫn, đơn vị là mét vuông. Tiếp theo, các em phải nhớ được trong đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song. Thì trong đoạn mạch nối tiếp, R tương đương của đoạn mạch nối tiếp bằng tổng các điện trở trong đoạn mạch đó. Và trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ dòng điện có giá trị như nhau cho mọi điểm Y bằng I1 bằng I2 bằng IN. Trong đoạn mạch song song, thì trong đoạn mạch gồm các điện trở R1, R2, RN mắc song song, thì nghịch đảo của điện trở tương đương bằng tổng các nghịch đảo của các điện trở thành phần. 1 trên R tương đương bằng 1 trên R1 cộng cho 1 trên R2 cộng cho 1 trên RN. Và trong đoạn mạch song song, tổng cường độ dòng điện trong các mạch nhánh bằng cường độ dòng điện chạy trong mạch chính, Y bằng I1 cộng I2 cộng IN. Tiếp theo, các em phải nhớ được công thức tính năng lượng điện. Thì năng lượng điện ký hiệu là W bằng U nhân Y nhân T. Trong đó U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, đơn vị là vôn. Y là cường độ dòng điện chạy qua mạch, đơn vị là ampere. T là thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. Thì từ năng lượng điện, chúng ta sẽ tính được công suất điện. Thì công suất điện của một đoạn mạch là năng lượng mà đoạn mạch điện đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian, được xác định bởi tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua nó. Công thức của công suất điện P bằng U nhân Y, trong đó U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, đơn vị là vôn. Y là cường độ dòng điện chạy qua mạch, đơn vị là ampere.
và đơn vị của công suất điện là watt. Tiếp theo chúng ta sang phần 2 bài tập. Thì sau đây là một số bài tập vận dụng. Câu 1. Một hoàn bi có khối lượng 20g được ném thẳng đứng lên cao với tốc độ 4 m/s từ độ cao 1,6m so với mặt đất. Tính các giá trị động năng, thế năng và cơ năng của hoàn bi tại lúc ném. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Thì để tính được câu 1 này, các em cần nhớ được công thức tính động năng, thế năng và cơ năng. Sau đây là bài tóm tắt của thầy. Ta có M là khối lượng bằng 20g, đổi ra kg bằng 0,02 kg. V là tốc độ bằng 4 m/s. H là độ cao của vật so với mặt đất là 1,6m. Và chúng ta phải tính động năng, thế năng và cơ năng. Thì động năng của hoàn bi, chúng ta có công thức WD bằng 1/2 nhân V bình thay số cho động năng bằng 1,16 J. Thế năng của hoàn bi bằng P nhân H. Thì trong đó P là trọng lượng bằng 10 nhân M. Và chúng ta thay số vào thế năng bằng 0,32 J. Và cơ năng là tổng động năng cộng thế năng và bằng 0,48 J. Tiếp theo, câu số 2. Dưới tác dụng một lực ép bằng 4.000 Newton, một chiếc xe chuyển động đều lên dốc với tốc độ 5 m/s. Biết thời gian xe đi từ chân dốc lên đỉnh dốc là 2 phút. Câu 3. Tính công thực hiện khi xe đi từ chân dốc lên đỉnh dốc. Câu B. Tính công suất của xe thực hiện trong thời gian trên. Thì để làm ngày này, chúng ta phải nhớ được công thức tính công và công suất. Sau đây là phần tóm tắt. F bằng 4.000 Newton, V bằng 5 m/s, T bằng 2 phút. Các em lưu ý phải đổi ra giây. Câu A tính công, câu B tính công suất. Thì chúng ta có biểu thức tính công A bằng F nhân S. Thì trong đó S là quãng đường vật di chuyển sẽ bằng tốc độ nhân thời gian. Như vậy A bằng F nhân V nhân T, chúng ta thay số vào thì công bằng 24 × 10^5 J. Câu B, công suất của xe thực hiện được là P bằng A chia T. Chúng ta thay số vào và bằng 20.000 W. Các em lưu ý thời gian phải là bằng giây. Tiếp theo câu số 3. Chiếu tia sáng từ không khí tới mặt nước. Biết góc tạo bởi tia tới và mặt nước là 60 độ. Chiết xuất của nước bằng 4/3. Câu A. Vẽ sơ đồ đường đi của tia sáng truyền từ không khí vào nước. Câu B. Tính góc khúc xạ. Sau đây là bài tóm tắt. Thì góc tạo bởi tia tới với mặt nước bằng 60 độ. Chiết xuất của nước bằng 4/3, chiết xuất của không khí bằng 1. Thì câu A chúng ta phải vẽ được sơ đồ đường đi của tia sáng từ không khí vào nước. Và câu B tính góc khúc xạ. Bài này các em lưu ý, góc tạo bởi tia tới và mặt nước bằng 60 độ. Như vậy góc này không phải là góc tới. Sau đây là bài giải của thầy. Chúng ta sẽ có hai môi trường không khí và môi trường nước. Vì tia sáng truyền từ môi trường không khí truyền vào môi trường nước. Tia sáng SI truyền từ môi trường không khí tới môi trường nước. Thì góc tạo bởi tia tới và mặt nước là 60 độ là góc này. Thì từ đó chúng ta sẽ vẽ đường pháp tuyến NN'. Thì NN' là đường vuông góc với mặt phân cách của hai môi trường tại điểm tới Y. Và từ đường pháp tuyến chúng ta vẽ được, chúng ta sẽ xác định được góc tới Y. Thì các em lưu ý, góc tới này là góc hợp bởi tia sáng tới và pháp tuyến. Như vậy góc này là góc SIN.
Thì sau khi chúng ta vẽ được pháp tuyến, chúng ta sẽ vẽ được tia khúc xạ IR và sẽ có góc R là góc khúc xạ. Các em lưu ý, trong trường hợp này, tia sáng truyền từ không khí vào nước thì không khí có chiết xuất là 1, truyền tới nước có chiết xuất là 4/3. Như vậy, tia sáng truyền từ môi trường chiết xuất nhỏ hơn sang môi trường chiết xuất lớn hơn thì góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn góc tới. 2. Tia khúc xạ IR sẽ lệch gần pháp tuyến hơn. Thì từ hình vẽ này chúng ta sẽ sang câu B. Tiếp theo câu B tính giá trị góc khúc xạ R. Thì để tính được góc khúc xạ R chúng ta phải tính được giá trị của góc tới Y. Thì các em lưu ý pháp tuyến NN' là đường thẳng vuông góc với mặt phân cách PQ tại điểm tới. Như vậy góc PIN sẽ bằng 90 độ, sẽ bằng tổng hai góc SIP cộng với SIN. Thì từ đó chúng ta sẽ tìm được góc tới là góc Y hay được gọi là góc SIN sẽ bằng 90 độ trừ 60 độ bằng 30 độ. Thì khi tìm được góc tới Y, chúng ta sẽ áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng. Tỷ số sin Y trên sin R sẽ bằng N2 trên N1. Suy ra sin Y nhân N1 bằng sin R nhân N2 nhân chéo. Rồi suy ra sin R bằng sin Y nhân N1 chia N2. Thay số vào thì ta có sin R bằng 0,375. Từ đó R sẽ bằng arcsin của sin R và từ đó tìm ra được R bằng 22 độ. Như vậy ta đã biết được là góc tới bằng 30 độ sẽ lớn hơn góc khúc xạ là 22 độ khi chuyển từ môi trường không khí sang môi trường nước. Tiếp theo câu 4, một vật sáng AB cao 6 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự bằng 8 cm. Điểm B nằm trên trục chính và cách quan tâm của thấu kính 24 cm. Câu A, về ảnh A'B' của AB qua thấu kính. Câu B, ảnh A'B' là ảnh thật hay ảnh ảo? Sau đây thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm câu số 4. Thì chúng ta sẽ có vật AB bằng H bằng 6 cm, D bằng 24 cm, chính là khoảng cách của vật tới thấu kính, và điểm B nằm trên thấu kính, và F bằng 8 cm, chính là tiêu cự của thấu kính. Thì bước 1 chúng ta sẽ chọn tỉ xích là một ô tương ứng với 2 cm. Đây là một ô sẽ tương ứng với 2 cm. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ thấu kính quan tâm ô và tiêu cự của thấu kính bằng 8 cm, tương ứng với 4 ô. Bước 3 chúng ta sẽ vẽ vật AB bằng 6 cm, tương ứng với 3 ô, và vật AB này sẽ cách thấu kính một khoảng D bằng 24 cm, tương ứng với 12 ô. Bước 4, chúng ta sẽ dùng hai tia sáng đặc biệt đi qua thấu kính hội tụ. Thì tia đầu tiên là tia AO đi qua quang tâm, thì tia nó sẽ tiếp tục truyền thẳng. Tia thứ hai, chúng ta sẽ vẽ tia tới AI song song với trục chính, thì ta sẽ có tia nó đi qua tiêu điểm chính. Thì giao điểm của hai tia này chính là điểm A phẩy. Và A phẩy là ảnh của điểm A. Thì từ đó chúng ta sẽ hạ A phẩy vuông góc với trục chính và cắt trục chính tại điểm B phẩy. Ta tìm được điểm B phẩy là ảnh của điểm B. Như vậy là chúng ta đã vẽ được
ảnh A phẩy B phẩy là ảnh của AB qua thấu kính hội tụ. Và ảnh A phẩy B phẩy này là ảnh thật, vì vật đặt trước thấu kính hội tụ cách thấu kính một khoảng lớn hơn tiêu cự. D lớn hơn F 24 lớn hơn 8 cm. Vật này cách thấu kính 24 cm mà thấu kính này chỉ có tiêu cự 8 cm, như vậy sẽ cho ảnh thật và ảnh này sẽ ngược chiều với vật. Tiếp theo là câu số 5. Một đoạn mạch gồm 3 điện trở R1 bằng 10 ohm, R2 bằng 5 ohm, R3 bằng 15 ohm mắc nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U thì thấy cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng 0,5 ampere. Tính giá trị của U. Thì trước khi làm chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt. Thì có 3 điện trở R1, R2, R3 mắc nối tiếp với nhau và Y bằng 0,5 ampere là tính U. Sau đây là bài giải của thầy. Thì để tìm được giá trị của hiệu điện thế, chúng ta phải tìm được điện trở tương đương của đoạn mạch này. Thì đoạn mạch nối tiếp điện trở tương đương sẽ bằng tổng các điện trở và bằng 30 ohm. Và áp dụng định luật ohm, ta có Y bằng U chia R, từ đó suy ra U bằng Y nhân R. Thay số vào chúng ta sẽ tìm được U bằng 15 V. Tiếp theo câu số 6. Cho 3 điện trở R1 bằng 10 ohm, R2 bằng 20 ohm, R3 bằng 4 ohm mắc song song với nhau, đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế U bằng 5 V. Câu A tính điện trở tương đương của đoạn mạch. Câu B tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính. Chúng ta tiếp tục tóm tắt. R1, R2, R3 mắc song song. Câu A tính R tương đương. Câu B tính cường độ dòng điện qua mạch chính là tính Y. Thì các em lưu ý, trong đoạn mạch song song thì điện trở tương đương, ta sẽ có công thức 1 trên R tương đương bằng 1 trên R1 cộng 1 trên R2 cộng 1 trên R3. Thay số vô thì bằng 1/2,5. Từ đó suy ra R tương đương bằng 2,5 ohm. Áp dụng định luật ohm, ta có Y bằng U trên R và tìm được Y bằng 2 ampere. Câu số 7. Một bóng đèn pin đang sáng với hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 3 V, điện trở của bóng đèn là 15 ohm. Câu A tính cường độ dòng điện trong bóng đèn. Câu B tính công suất cung cấp điện cho bóng đèn. Câu C tính năng lượng điện mà nguồn cung cấp của bóng đèn trong 2,5 giờ. Thì để làm được câu này, chúng ta phải nhớ một số công thức tính công suất và năng lượng điện. Sau đây là bài tóm tắt. Chúng ta sẽ có U bằng 3 V, R của đèn bằng 15 ohm, T bằng 2,5 giờ, các em phải đổi ra giây. Thì câu A tính Y, câu B tính P, câu C tính W. Sau đây là bài giải. Ta có cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn, áp dụng định luật ohm, Y bằng U trên R và bằng 0,2 ampere. Thì câu B công suất cung cấp cho điện, P bằng U nhân Y và bằng 3 x 0,2 bằng 0,6 W. Câu C năng lượng điện mà nguồn cung cấp, W bằng U nhân Y nhân T bằng 54.000 J. Như vậy, thầy mới ôn lại cho các em nội dung kiến thức giữa học kỳ 1 môn khoa học tự nhiên 9. Chúc các em học tập và làm bài thi thật tốt. Chào các em.